từng có một thung lũng silicon với quy mô, nhân tài và cơ sở hạ tầng không hề thua kém Mỹ, nhà nước rất coi trọng, kinh phí được cấp thoải mái, sản phẩm thì bao trọn gói, thung lũng silicon này hiện nay cũng là trung tâm công nghệ của Nga, có thể sản xuất dây cáp đồng, thẻ sim và thậm chí cả chip, nhưng chỉ ở mức như đồ chơi trong các suất ăn của mức đa nư. Vào năm 1959, một báo cáo của CIA cho biết lúc đó, công nghệ bán dẫn của Mỹ chỉ dẫn trước Liên Xô khoảng 2 đến 4 năm, nhà khoa học Nga En Phát thậm chí còn nhận được giải Nobel vì những đóng góp cho công nghệ chip. Vậy tại sao giờ đây, Liên Xô lại như đã tụt hậu cả một thế kỷ, tiếp tục chủ đề về ngành bán dẫn? Hôm nay, tôi sẽ giải mã bí ẩn sự sụp đổ của thung lũng Silicon Liên Xô. Khi nhắc đến công nghệ của Liên Xô, người ta thường nghĩ đến công nghiệp quốc phòng, bom hạt nhân, đại bác, máy bay ném bom. Nhưng đừng quên, chip ban đầu được tạo ra để nâng cao độ chính xác của đạn pháo. Liên Xô rất coi trọng điều này. Ví dụ, sau khi sách giáo khoa của Sakoli, người phát minh ra transistor được xuất bản tại Mỹ, Liên Xô đã nhanh chóng dịch sang tiếng Nga. Nhưng kiến thức trên sách vở thì vẫn chỉ là lý thuyết. Muốn thực sự hiểu thì phải tự mình thực hành. Liên Xô cũng hiểu điều này. Vậy họ đã thực hành như thế nào? Bằng cách cử gián điệp đội ngũ cốt lõi trong các nỗ lực phát triển công nghệ của liên xô chính là kgb mặc dù khi đó đang trong chiến tranh lạnh nhưng mỹ và liên xô vẫn duy trì việc trao đổi du học sinh trong số các du học sinh này có những gián điệp được cài cắm Việc xây dựng thung lũng Silicon của Liên Xô cũng được gián điệp thúc đẩy. Hai gián điệp tiêm kỹ sư điện là Salon và bà đã đến Mỹ vào những năm 1940, một người vào làm ở Washington Electric, còn người kia thì làm tại CPG Gazasikov. Cả hai đều là các tập đoàn quân sự hàng đầu của Mỹ. Cuối những năm 1940, họ trở về Liên Xô, lãnh đạo một phòng thí nghiệm bí mật của không quân, mang tên ED-998 để phát triển máy tính quân sự mới. Tuy nhiên, cả hai người này đều không xuất thân từ chuyên ngành và điều kiện của phòng thí nghiệm ED-998 không thể sánh được với các phòng thí nghiệm chuyên nghiệp ở thung lũng Silicon. Vì vậy, họ đã tìm đến phó chủ tịch thứ nhất ủy ban điện tử và vô tuyến liên xô lúc bấy giờ, ông Sokin. Họ nói với Sokin, ông Sokin, liệu chúng ta có thể xây dựng một phòng thí nghiệm giống như thung lũng Silicon không? Khi đó, ông Sokin đang xây dựng nhà máy trên khắp cả nước, chuẩn bị cho chiến dịch sản xuất chip quy mô lớn. Ông cảm thấy kế hoạch của Salon và bà rất hay, nhưng chỉ có một điểm yếu, tầm nhìn quá nhỏ. Sao chỉ sao chép một phòng thí nghiệm? Nếu phải sao chép, thì sao chép hẳn một thung lũng xin là cần đi sau khi nói ông hiểu rõ tính cách của cô du chép người rất thích các dự án quy mô lớn ít nhất phải đủ sức áp đảo mỹ về mặt quy mô để gây ấn tượng để đảm bảo thuyết phục được cô du chép ngày mùng bốn tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai sau kinh cùng hai đồng sự đã tổ chức một buổi triển lãm tại một viện nghiên cứu ở đó họ trưng bày chiếc máy tính đầu tiên của liên xô có kiến trúc sơ khai chỉ bằng kích thước một chiếc bàn làm việc nhưng có thể in ra tên của cô du chép sau lần thậm chí còn nhét một chiếc radio mini vào tay cô Dushy chép khiến ông không ngừng kinh liên tục thốt lên wow, như một đứa trẻ nặng 180 cân đang hào hứng. Khi bầu không khí đã đạt đỉnh, họ ngay lập tức đề xuất xây dựng một thùng lũng silicon của riêng người Liên Xô để nghiên cứu những sản phẩm wow hơn nữa, toàn diện vượt qua Mỹ vài tháng sau, dự án khởi công tại Silengrat nằm ở phía tây bắc mót cao. đây chính là thung lũng silicon của liên xô, một thiên đường cho các nhà khoa học. ngoài các phòng thí nghiệm và nhà máy, nơi đây còn có trường học, nhà trẻ, thư viện, dạp chiếu phim và bệnh viện. tất cả đều dành riêng cho các nhà khoa học. các nhà khoa học chỉ cần tập trung nghiên cứu chip. mọi thứ khác đã có nhà nước lo. họ thậm chí còn xây dựng một trường đại học ở Silengrat gọi là viện công nghệ điện tử mót cao, mô phỏng theo đại học si Tán phất của thung lũng silicon. vì vậy, từ về bề ngoài, Selena trông giống như một thùng lũng silicon, chỉ thiếu ánh nắng mặt trời. Salon muốn thành lập một công ty nghiên cứu giống như Bell lắp một tổ chức phi quốc hữu, thị trường hóa và tự cung tự cấp kế hoạch này dĩ nhiên bị bác bỏ bản thân ông cũng bị đối xử tệ bạc sau khi đã hết giá trị. Sokin không giao dự án Slenergaz cho salon mà đưa học trò của mình Lukin lên lãnh đạo. Các nhà khoa học cũng không có quyền tự do nghiên cứu. Một bộ phận mới của KGB gọi là tổng cục ty được giao nhiệm vụ đánh các thiết bị và công nghệ của phương tây. Còn nhiệm vụ của các nhà khoa học là sao chép một một các con chip của mỹ. Mỹ làm thế nào liên xô làm thế ấy. Thậm chí cả đơn vị đo lường cũng thống nhất dùng in giống mỹ. Cách làm này tốt nhất chỉ có thể giúp liên xô theo sát phía sau mỹ còn tệ nhất chính là những gì chúng ta đã chứng kiến liên xô đã bỏ qua ba vấn đề lớn một chip quá phức tạp đòi hỏi sự hợp tác cao độ và một chuỗi cung ứng trưởng thành các công ty chip lớn của mỹ không bao giờ làm việc đơn lẻ họ phải mua linh kiện từ các ngành khác như quang học hóa học và khoa học vật liệu đồng thời hợp tác với các quốc gia như đức anh pháp và nhật bản còn liên xô không có những ngành công nghiệp hỗ trợ và càng không thể dựa vào đồng minh thứ hai trong quá trình sản xuất chip có rất nhiều kiến thức ẩn tức là những kinh nghiệm không được ghi chép lại đây là thứ không thể đánh cắp nếu không phải vậy tại sao ngày nay mỹ lại phải mời tsmc công ty sản xuất chip đài loan đến xây nhà máy thay vì tự sao chép một công ty như vậy thứ ba sự phát triển vượt bậc của chip mỹ là nhờ các công ty chip kiên trì chuyển đổi từ quân sự sang dân sự nhu cầu từ thị trường dân sự rất đa dạng và phong phú chính điều này đã kích thích khả năng sáng tạo trong khi đó ngành công nghiệp chip của liên xô lại do quân đội chỉ đạo các đơn đặt hàng chủ yếu phục vụ cho quân đội ưu thế lớn nhất của mô hình quốc gia tập trung toàn lực là vạn người một lòng nhưng mặt trái của nó chính là ngàn người như một liên số thất bại trong ngành công nghiệp chip vậy còn nhật bản thì sao họ đã làm thế nào để thành công nhật bản không sao chết thung lũng silicon mà trở thành một phần của nó năm 1953, nghìn akio Morita, nhà sáng lập sony đã mua giấy phép sản xuất chip từ thung lũng silicon và hòa nhập vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu nhật bản không cạnh tranh trực tiếp với mỹ về công nghệ mà tập trung thương mại hóa các sản phẩm tiêu dùng Ví dụ, hai sản phẩm làm nên tên tuổi của Sony trong giai đoạn đầu là Radio Transistor và máy tính cầm tay đều được tối ưu hóa từ các sản phẩm của Texas Instruments. Nhờ vậy, Nhật Bản và Mỹ hình thành mối quan hệ cộng sinh. Mỹ dẫn đầu công nghệ, Nhật Bản tập trung phát triển sản phẩm và sản xuất các loại chip đã đạt độ chín về kỹ thuật. Đến những năm 1980, chip Nhật Bản chiếm hơn 60% thị trường toàn cầu, dù sau đó suy giảm, nhưng đến nay Nhật Bản vẫn là quốc gia sản xuất chất cản quang lớn nhất thế giới, và Nikon vẫn là đối thủ đáng gờm của ASML, công ty sản xuất máy quang khắc lớn nhất thế giới. Liên Xô và Nhật Bản, một siêu cường và một nước bại trận bị tàn phá, tại sao lại có kết của trái ngược trong ngành công nghiệp chip? Câu trả lời có lẽ nằm ở ánh sáng mà Silenger rất tạ thiếu.